Xin chào tất cả anh chị em đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức tựa game mới vừa giành được cái giải danh giá nhất trong sự kiện The Game Awards 2022 mới vừa diễn ra cách đây vài ngày thôi. Đó là giải tựa game hay nhất năm. Đây, đây tựa game có tên là Elden Ring. Nói chung là game này nó ra cũng một thời gian rồi, nhưng mà lúc đó chưa có bản Việt ngữ. Mình cũng biết rồi, cũng khá là hay đấy. Mà mình cố tình mình chờ tới có bản Việt ngữ để mình chơi. Thì giờ đã có rồi đây. Thì bản Việt ngữ này được thực hiện bởi nhóm The Red Team nhé. Cái link dẫn đến bản patch Việt ngữ mình sẽ để trong phần mô tả video. Trước khi bắt đầu, mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những thành viên của The Red Team đã tham dự Việt hóa như tựa game này ha. Ngoài cái giải game hay nhất năm ra thì tựa game Elden Ring này còn giành được cái giải là dẫn chuyện hay nhất và game nhập vai hay nhất nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái tựa game này có cái gì hay ho, có cái gì đặc sắc mà nhận được nhiều giải thưởng như vậy. Và quan trọng nhất là nhận được cái giải là game hay nhất năm 2022 ha. Thôi, không nói gì nữa, chúng ta vô game luôn nhé. Giờ chọn lớp nhân vật. Đây là bóp Vagabond cho cận chiến. Warrior cần chiến luôn, Hero. Mình đã lựa sẵn rồi, mình sẽ chọn cái lớp nhân vật đây. Samurai nhé. Điện chỉ số cấp 9. Cấp 9. Mình đi theo hướng cận chiến và nhanh nhẹn cho nên mình sẽ chọn lớp Warrior này. Ê, Samurai chứ. Ở đây còn có Prisoner là tù nhân. Confessor còn đây là ở trần chuồng cấp 1 thôi. Samurai thì không có nhiều. Đổi A là B gì? Tên nhập vô. Đổi A là nam hay nữ gì? To lớn, mảnh mai. Trẻ tuổi trưởng thành đi. Sứ, Samurai. Di vật. Di vật là cái vật chúng ta có thể mang theo lần đầu tiên. Nó có sẵn trong người khi mà chọn nhân vật ấy. Đây là cấp level 9. Vigo là máu. Mai là mấy kiểu... cái thanh magic á, tâm trí á, hoặc endurance là thể lực, gen là sức mạnh, death là nhanh nhẹn, intelligence là thông minh, faith là đức tin, ak là cái gì thì thôi. Không có di vật, nếu chọn không mà không có gì. Còn crimson là một crimson amber, một cái mề đai có khảm hệ hộ phách màu đỏ thẫm, tăng hp tối đa. Cái mô tả này mình sẽ để từ từ để chậm cho mọi người tự chọn á. Golden Seed. Cái này thì sau này chúng ta sẽ lượm được khá nhiều cho nên không cần. Thôi cái này thì không cần. Cái nào mà mọi người đọc không kịp thì nhớ bấm dừng lại để đọc á. Rackbot là ba cái bạc để chế đồ. Sau này lượm mua cả đống. Stonework Key. Cái này sau này chúng ta cũng mua được luôn. Cây này không cần. 5 miếng tôm luộc. Tăng khả năng sát, hấp thụ sát thương vật lý. Thu hút kẻ thù. Thu hút kẻ thù chắc chắn không cần. Tăng HP tối đa. Thu thập thêm rune. Cái này hay nè. Đang vân vân giữa cái Clan Bitcoin Rune. Rune giống như kiểu một cái cổ ngữ. Clan Bitcoin ở đây sẽ gọi là tạm gọi là trung địa ha. Thôi chắc lấy cái Golden Seed đi.
Sau này chúng ta dùng cái này để nâng cấp bình máu lên á, từ 3 bình lên 4 bình sẽ chọn cái này. Thì mình đã chọn được một nhân vật khá là hay ho này. Mình chọn một nhân vật khá là giống với lại Garou xứ Rivia ha. Cũng là đây, tóc trắng búi lên nhìn. Người khá là cơ bắp, có vết sẹo, mắt vàng. Rồi, vô luôn. Đấy. Lên đồ sẽ che hết. Vô. America the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, America's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung Eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Again, bless a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between to stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Rồi, chúng ta nhận được một cái tư thế mới vừa vào. Tư thế giơ hai tay lên chào. Đây, thì cái bản Việt ngữ mà mình đang xài này, nó sẽ có hai cái tùy chọn. Một là cái tùy chọn nó sẽ giữ lại tên địa danh cũng như tên vũ khí. Hai là nó sẽ dịch ra hết toàn bộ luôn. Thì mình chọn cái tùy chọn thứ nhất là nó sẽ giữ lại tên địa danh và tên vũ khí. Thứ
tại vì mình thấy nếu mà dịch ra hết có nhiều cái nó không hay lắm, cho nên mình chọn giữ lại tên địa danh tên vũ khí để sau này mà có khúc mắc có khó khăn gì chúng ta lên Google tìm nó dễ hơn. Lục Di Hài, đọc thông điệp, Elden Lord, người màn hình bản đồ đây. Du hành là phát che bộ mọi người. Rồi, chúng ta chưa kiếm được gì hết. Trên bản đồ nó hơi tối thui. Để coi cái này túi đồ. Màn hình túi đồ đây. Với màn hình này bạn có thể xem lại các vật phẩm bạn đang mang theo, bỏ chúng xuống đất hoặc vứt hẳn chúng đi. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ từ màn hình túi đồ. X thì phóng to mà xem chú thích, y bật tắt dữ liệu rồi. Memory upgrade, à cái này thì chọn là bỏ hết và quay lại cái điểm size upgrade á. Sau này chúng ta sẽ gặp những cái điểm này rất là nhiều, những cái giống như một cái bonfire trong Dark Souls này. Đã lầm được cái này này. Tarnished Poison Finger dùng để viết thông điệp cho các thế giới khác, dùng để viết xuống đất và để cho những người chơi khác thế giới khác người ta thấy. Này, vật phẩm cho phần chơi online cũng có thể dùng được tại bản chọn multilayer, dùng để viết các thông điệp. Các thông điệp của bạn sẽ được truyền tới các thế giới khác cho người chơi khác đọc được. Đó là một con tay người chết phủ sáp kỳ trơ rõ xương, là con vật của những tiền nhân truyền lại để giúp sức cho hậu thế. Cái phần chữ này không biết mọi người có đọc được không, mình thấy chữ khá là lớn cho nên thôi mình để mọi người tự đọc á. Còn nếu mà mọi người coi thấy nhỏ quá không đọc được thì để lại comment để mình biết mấy tập sau mình sẽ đọc. Bạn để chỉnh là thấy nó quay nó hơi nhanh. Rồi, đây rồi. Khoan, để coi phía sau có gì không. Chúng ta tỉnh lại trong một cái ngôi này, không biết là ngôi đền hay là chắc là một ngôi đền ấy. Chúng ta có một cái kiếm samurai, như là một cái cung. Đồ họa đỉnh lắm mọi người. Nên là game này không biết có, mình không nhớ là có đoạt được cái giải nào về đồ họa không, chứ mình thấy đồ họa khá là chi tiết đấy. Đây, ngôi đền của Antipasin. Chỉnh góc quay. Coi chừng nha, té chết đấy. Mới vào thì chúng ta cũng không có gì nhiều đâu. Coi thông số nhân vật. Màn hình trang bị. Đây trang bị vũ khí, mũi tên, đạn nỏ, giáp, vân vân. Bạn có thể trang bị tối đa 3 vũ khí cho mỗi tay. Hành động sử dụng vũ khí sẽ phụ thuộc vào nó được sử dụng ở tay nào. Okay. Sức tấn công của mình bây giờ là tấn công vật lý là 115 cộng 18. Mấy cái chỉ số này thì mọi người thích thì đọc ha. Còn quan trọng là cái phần tải trang bị ở góc bên phải gần ở dưới. Hay mọi người thấy chỉ vừa không? Đấy. Nếu mà sau này bận đồ nặng hoặc là đeo vũ khí nặng quá thì chúng ta sẽ bị một cái gọi là kiểu mà nặng quá cho nên bị phát ron ấy. Sẽ là lăn á, lăn hoặc là nhảy né tránh nó khá là nặng. Và bây giờ mình đang ở trạng thái vừa cho nên có thể thoải mái. Ok. Cái này khác Dark Souls một cái là có thêm nút nhảy mọi người, và cũng như cải tiến nhiều cái hay lắm. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta không có gì để khám phá đâu, cứ đi thẳng thôi.
Mình coi người ta chơi mấy cái này rồi, game này rồi, không có gì khám phá ở đây đâu. Nó chỉ có một thứ thôi, một con boss đang chờ chúng ta phía trước. Thế là mình sẽ thử sức. Sao dương cung. Ơi. Mình sẽ thử coi chúng ta sẽ kéo được bao nhiêu máu của con boss đầu tiên này. Thử tài người hâm mộ liền. Đây là một cái thử tài người hâm mộ của nhà sản xuất dành cho những fan của dòng game Dark Souls. Nhảy xuống đi. Giờ khiên kìa. Giữ khoảng cách với nó. Đừng đứng gần nó. Ôi trời. Oh no. Đầu tiên chúng ta không có tí máu nào luôn. Xong luôn. Chết luôn. Kéo được 2 phút. Không có bình máu này để uống. Chơi thôi chứ đa số là hầu như 99,99% người chơi sẽ chết dưới tay boss này, chỉ có 0,0000 mấy đã có thể giết được nó trong phần chơi đầu tiên, nhưng mà phải có kinh nghiệm được. Mình thì mình không có kinh nghiệm chơi game này cho nên chết là điều hiển nhiên. Sau khi chết chúng ta bị nó quăng xuống đâu đây? Cái con boss vừa rồi nó là một cái tạo vật, một cái sản phẩm của một cái con boss chính. Nói là boss nhưng thực chất nó chỉ là một con mini thôi, mini boss. Nó do một con boss chính trong game tạo ra bằng cách cấy ghép những cái bộ phận của những cái vật thí nghiệm khác. Nó cũng là một cái vật thí nghiệm thôi. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nó nhiều. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. À, mình chọn nhân vật we nam nhé. Him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Cô này là ai? Sau này mọi người sẽ gặp. Em theo đủ đồ chơi của bên sông rồi. Cả miếng ngọc bội là cái cuộn giấy gì nữa. Ngay từ khi mới ra là mình đã chấm cái nhân vật samurai này rồi. Đấy, bây giờ mới cho mình máu rồi. Blood of Crimson Tear 3 bình. Một bình này là bình để hồi cái lượng magic đó. Cái thanh màu xanh dương ở dưới thanh máu. À, đọc hướng dẫn thôi. Hang kiến thức nằm ở phía dưới. Là cái hang dưới đây nè. Hang động kiến thức. Nhảy xuống hố phía dưới, bạn sẽ tìm thấy hang động kiến thức. Lanbit Queen là cái vùng trung địa ha. Dịch ra là vùng trung địa cho dễ hiểu. Đây có cái bóng ma, nói chuyện với nó xem. Nhân vật chúng ta được gọi là một Starnit. Starnit này tạm thời mình chưa biết là nên dịch ra như thế nào cho dễ hiểu, thì mọi người có thể xem là chúng ta, nhân vật của chúng ta là một kẻ bị ruồng bỏ, kẻ bị lưu đày khỏi cái xứ phòng trung địa này,
và bây giờ được kêu gọi về đây. Nghe giống như Naxo không? Rồi, đầu tiên ta sẽ nhảy xuống đây để nó hướng dẫn một số cơ chế trong game. X để sử dụng vật phẩm. Rồi uống máu, sử dụng mấy cái bình thuốc, bình nổ gì đấy. Tay sai ở Bray là cái này nè. Giống như cái bonfire vậy, nhưng mà trong game này nó gọi khác hơn. Nghỉ ngơi tại xa Bray sẽ giúp bạn hồi HP là máu, FB là cái thanh magic đấy, thanh năng lượng. Thanh tẩy các hiệu ứng có hại. Các bình thánh là cái bình máu đấy, bình máu, bình mana. Ok, ngồi đây thôi. Lord Grey Discover. Lúc trước mình có đọc một cái, mình có xem một cái clip về nội dung game này, thì các bạn ấy dịch ra là tìm thấy ân huệ thất lạc. Cái Grey là một cái ân huệ, một cái phước lành của các thần linh ban cho, nên dịch như vậy thấy cũng chính xác. Đây, bắt đầu nó chứng dẫn quả mục tiêu. Ok, đỡ tấn công đây, tấn công thường, cỏ này tấn công mạnh. Đánh tụ lực ở trong này, đừng dịch là tụ lực, chính xác, khá là chính xác. Đỡ đòn, thế thủ của bạn sẽ bị phá. Đỡ đòn sẽ tốn thêm lực lật thanh màu xanh lá. Ok rồi, phần này đơn giản cho nên mình sẽ đi nhanh hơn. Lộn né, hai hành động lộn hoặc lộn né hoặc giật lùi đều tốn hình lực. Bấm B một cái là giật lùi, B di chuyển hướng là sẽ né hay giật lùi nè. Ây da, diễn chưa. Mình giết mấy con này chúng ta sẽ nhận được một cái loại đơn vị tiền tệ trong game, ở trong đây gọi là rune. Lao nhanh hay là chạy, đã biết rồi. Thu thập nguyên liệu, hoa trái nấm và bướm, dùng để chế tạo vật phẩm. Ok, túi đồ nguyên liệu đây. Rowa root là quả, dùng để chế tạo vật phẩm. Đây nè, quả đỏ giống quả mọng hình bụi, có rất nhiều công dụng. Okay, rồi bắt đầu thử sức với những con lính khó nhằn. Sử dụng vũ khí, đổi vũ khí sang tay phải, đổi vũ khí tay phải, đổi vũ khí tay trái. Rồi biết rồi, mà con này tốt nhất nên dùng khiên. Đánh đi, thích đỡ đúng không? Đây, thích đỡ đúng không? Đỡ. Rồi, phá vỡ cái thủ của nó. Nó là mấy cái con quái á, nó có thế thủ mà cái thanh đó giống như cái thanh Gesture trong Sekiro. Mọi người có coi Sekiro thì sẽ biết. Chúng ta cũng có luôn mà thanh đó bị ẩn đi nhé. Thanh đó tạm thời bị ẩn đi. Rồi, tiếp nào. Khiên ra. Ủa, giống đi ngược cái gì? Đi ngược. Anh chỉ thấy quen quen.
Ui. Nó như nó đứng ở trên đó, nó bắn hoài nó rớt xuống luôn, nó không thấy chúng ta lên, nó chờ không được cho nên nó nhảy xuống. Rờ khi đang khóa mục tiêu à, đổi mục tiêu khóa thôi. Rồi cũng còn dễ. Đây cái thằng đó là nó đứng trên đây nè, trang bị cung để bắn tên, RB bắn mũi tên là một. Đây trang bị cung nhắm. Nãy bắn tên lửa và bắn tên thường. Đây chúng ta phải tập parry, đỡ đòn nhiều vô. Kỹ năng các vũ khí có những năng lực đặc biệt gọi là kỹ năng. Kỹ năng có rất nhiều loại, trải dài từ đó các đòn đánh cực mạnh cho đến các hiệu ứng tạm thời. Sử dụng kỹ năng sẽ tiêu tốn FP, gọi là mana đấy. Ai còn gọi là mana chỉ ở cái thanh màu xanh dương. Khom người. Rồi bây giờ sau lưng kẻ địch đẩy đòn chí mạng này. Đó là đòn chí mạng này. Phá thế thủng. Các đòn tích tụ và các đòn nhảy đánh sẽ giúp phá thế thủ dễ hơn. Chữ RT đòn tích tụ. Marika. Khi chết hồi sinh tại xa Prey cuối cùng nghỉ chân. Tuy nhiên nếu có đánh giá Marika gần chết, gần nơi bạn chết, có thể chọn hồi sinh tại đó. Ok hiểu. Chắc không cần phải nói mọi người cũng hiểu rồi. Quá đơn giản. Thử thách Sorder Mugrit hoặc Bombot. Phản kích. RT ngay sau khi chặn được đòn đánh của địch phản kích. Đấy phản kích lên. Đơn giản như đang giỡn. Đi xong màn hướng dẫn thì chúng ta sẽ được 589 rùi. Này không có gì lãi đâu. Rồi. Cuối cùng được thêm phần quà nữa. Ờ, một cái biểu tượng mới trên thôi. Một cái gesture, một cái cử chỉ mà. Bản đồ chưa có gì hết. Cử chỉ lúc nào nó chưa hướng dẫn luôn. Nó không quan trọng. Sau này chúng ta gặp mấy cây vàng này, chúng ta lại lục nó sẽ được một cái golden seed, một cái hạt giống vàng dùng để nâng cấp bình máu, nâng cấp số lượng bình máu.
Hầm mộ. Ngôi đền gì giống hầm mộ gì? Nghĩ đây để hỏi là mình máu nào. Bình chứa. Điều chính tỷ lệ bình chứa là bình chứa máu, bình chứa mana đó này. Phân bổ số lượng bình đây này. Đấy, đơn giản thôi. Quyết định đem theo bao nhiêu bình máu, bao nhiêu bình mana hoặc đem theo cả hai. Mình sẽ dồn hết vô máu. Nếu muốn tăng với lại thêm, chúng ta tổng cộng có 4 bình rồi đúng không? Thêm bình chứa nè. Đó là lấy cái golden seed, tổng cái đó để tăng lên thì chúng ta có 5 bình. Tăng lượng hồi phục một bình chứa là tăng hay gì, mỗi lần hồi 50 máu thì dũng này nó sẽ tăng lên 60-70 một lần nữa mà. Nhưng mà chúng ta chưa có cái gọi là Sarati. Đấy. Rồi đi. 5 bình. Đây, chúng ta chưa có cái gọi là Stone hoặc Scale, một cái chìa khóa bằng đá. Không có, sau này có rồi chúng ta sẽ quay lại đây sau. Cái chỗ này cũng là một chỗ khá là khó nhằn dành cho những người mới bắt đầu đấy. À, gọi những người chơi khác tương trợ thì mình đang chơi cái phiên bản là chơi đơn, chơi single cho nên không cần, không còn để ý cái này đâu. Tại vì chơi bản Việt hóa này mà chơi cái chơi chế độ online dễ bị ban lắm, ban ban trong mấy tháng luôn ấy. Ngầu không? Quá ngầu. Đây đâu có gì nữa đâu, có lâu ra gì nhất rồi. Đã lầm được gì? Tạo dấu hiệu triệu hồi. Để chơi tương trợ là chơi online, chơi multiplayer. Đuổi người khác hoặc đưa chính mình về. Vật phẩm trong phần chơi online, mọi người cứ đọc ha. Đây là con dao và ảo ảnh. Rồi, đi. Nãy giờ mới phần hướng dẫn thôi, bây giờ mới chính thức đi ra thế giới bên ngoài. Mọi người có thấy con gì đang cưỡi ngựa dưới chưa? Một con boss nó thả ở phần này, thả ở đầu game. Mà giờ chúng ta chưa đủ sức để đánh với nó đâu, còn yếu lắm. Cần phải nâng cấp lên khá nhiều thứ. Giờ xuống chỉ có nạp bạn cho nó thôi. Summoning Pool. Pho tượng tử đạo à? À, nơi triệu hồi người chơi khác. Nó làm được cái gì nữa. Chơi Việt ngữ nó phải coi mấy cái này chứ. Lại vật phẩm dành cho phần chơi online. À, gửi một dấu hiệu để mời người chơi khác tương trợ. Thôi, không cần. Nãy nếu mọi người đọc không kịp thì nhớ bấm dừng lại để đọc nhé. Vậy chúng ta sẽ ngồi ở đây một cái. Giờ chưa nâng cấp được đâu. Hướng chỉ của Ray. Ân điển. Nãy mình nói rồi, ân điển thất lạc đó. Mỗi lần chạm vô cái này là tìm thấy một cái ân điển thất lạc. Những Tarnish, những kẻ bị ruồng bỏ, những kẻ bị trục xuất. Đây, à, thấy dẫn hướng chưa?
Thì cái hình con nòng nọc này đi theo hướng này nó sẽ dẫn chúng ta tới những cái nhiệm vụ chính nhé. Còn mấy chấm vàng là những cái side upgrade chúng ta có thể fast travel lại nè. Đấy. Đi theo hướng này nó sẽ dẫn chúng ta đến nhiệm vụ chính. Còn mấy muốn khám phá chúng ta phải tự đi. Nói chuyện với NPC đầu tiên. Đấy, phải tìm cái mảnh bản đồ thì nó mới mở bản đồ cho chúng ta. Biết rồi, đánh dấu biết rồi. Cha này là hoài mắt, mình không nhớ rõ tên. Sau này chúng ta sẽ có nhiệm vụ của nó. Giờ nói chuyện trước rồi. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace, the golden light that gives life to you, tarnished? You may also behold its golden rays cái này tôi biết rồi, ông ơi. Pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, the path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, tarnished, to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Ông này nói chuyện bằng bụng hay sao? Không thấy miệng nhếch mép luôn. Grace's guidance will reveal the path forward, biết most rồi. Certainly. Còn thông tin nào nữa Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod, Godric the Grafted. Đây, thấy cái lâu đài phía trước không? Đó là một cái con boss chính nhé. Và bây giờ chúng ta tới đó chỉ có nạp mạng cho nó thôi. Còn mini boss dưới đây đánh còn không được nữa. Chưa đủ sức. Set off, I should think. Đủ vậy. Castle Stormvale on the cliff, where Grace would guide you. If you seek the Elden Ring, maidenless as you are. It's time you set off, I should think, to Castle Stormvale. Rồi, không có thông tin gì khác, chúng ta đi. Mà để trước khi đến đó chúng ta cần phải nâng cấp level trước đó. Nâng cấp level đủ mạnh mới tới đó được. Và mình sẽ tới cái ngôi đền phía trước, một cái nhà thờ, một đền thờ. Và trước hết phải né cái thằng quỷ kia ra, nó mạnh lắm. Để từ từ lên level, vài level nữa đi, chúng ta sẽ thử sức với nó. Sau này còn nhiều cơ hội. Đụng được cái gì đây? Rune Redmond. À, cái mảnh rune chúng ta bóp ra mấy cái này để nhận được cái rune. Chúng ta cũng có thể giết mấy con thú này để lấy nguyên liệu nè. Chạy à? Chạy đâu? Xương. Thường ở trên mấy cái tàn tích như thế này nó sẽ có khá khá những cái mảnh rune. Đây còn hai cái. Sorry, lúc này là đang cần. Không rớt gì hết. Rồi. Mảnh rune đâu? Xương thú mỏng cứng. Nguyên liệu để chế tạo vật phẩm. Tìm được bằng cách săn thú. Thường dùng để chế tạo vũ khí, chắc là cung để mũi tên. Đây thành katana Uchi katana trong Dark Souls 3.
đòn tấn công có thể gây sức huyết. Kỹ năng Unseat. Wow. Giới thiệu cũng ghê đấy. Cũng dài thôi. Tên thường. Tên lửa. Khiên tròn nhỏ. Lên nó rít thêm một giáp. Chiến quốc và bên Nhật thường là có mấy chiến ít lắm, những cuộc chiến như các quốc gia đấy, không phải là cuộc chiến các quốc gia mà kiểu cuộc chiến như cái tướng lĩnh đi đứng lên để kiểu ai cũng muốn làm vua, ông này làm vua của vùng này vùng kia, mà có một ông muốn thống nhất hết chuyện vậy. Là nó brick. À mấy cái này nó hướng dẫn lúc nãy thôi. Quan trọng là mấy cái rune chúng ta lấy đâu ta. Điều thấy. Hiện trạng. Để từ từ đi. Sau này sẽ đọc mấy cái mô tả mấy cái rune rồi sao. Rồi chúng ta tới chỗ này trước. Cái hoa này không lượm được nhé. Hoa nào lượm được là gần nó sẽ hiện. Trời mưa luôn. Chúng ta tới đây gặp một ông thương nhân trước nào. Đấy. Còn cái lão Vare kia. Sau này mình sẽ gọi ông là Vare mặt trắng. Sau này sẽ gặp sau. Nhưng mà muốn làm được cái questline, cái nhiệm vụ của ổng là phải đánh được con boss Godric bọc giao chúng ta lên pháo đài trên kia. Đánh xong ổng mới thấy là đủ tư cách để ổng giao nhiệm vụ. Du hành nhân phát xe vô biết rồi. Rồi nói chuyện với ông thương nhân đầu tiên này. I can see it, but I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kale. Kale. They are of fine goods. Mua bán họ về Kale trước đi. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Nên mua gì? You know, if you can spare the rooms, nhờ ông gửi cho nên mua gì? Bộ chế vật phẩm. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle. And I admit I do take my cut, but the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. You know, if you can spare them, you should buy yourself a crafting kit. A essential, really. The kit costs a but the important. Goodbye for now. Tôi qua đây lấy món này trước đã. Nâng cấp vũ khí. Có thể tự rèn luôn. Một cái loại đá để rèn vũ khí thôi. Sau này sẽ chúng ta sẽ gặp thợ rèn sau. Bây giờ đừng có rèn. Có vũ khí nhưng mà không có đá, không có nguyên liệu. What is it? Mua chứ. Mua cái bộ chế vật phẩm đi.
Đây, bộ chế vật phẩm đây. Mua hết 300. Không mua cái này thì chúng ta có lượm hoa cỏ, mấy cái xương cũng không có chế được. Mua cái này trước. Rồi còn 299 chả đủ mua gì. Có may là mấy cái công thức để chúng ta dựa vào đó để chế đồ. Từ từ sẽ quay lại đây sau. I'm glad you took my warning to heart. You've made an excellent choice. Nó xong chưa? Chọn một chế tạo. Sách công thức còn gọi là sách nấu ăn. Mình thích gọi là sách nấu ăn nha. À, liền phải mua bình chứa nữa. Chứa mấy cái vật phẩm phát nổ để tạo thành bình nổ luôn à. Rồi, bây giờ nói nhiều quá, đi khám phá thế giới thôi. Kiếm tiền. Công nhận hùng vĩ thiệt mọi người. Em rất ư là hùng vĩ. Em thấy như mở mà. Cái này thì nhỏ quá, nó không có mấy cái cây khổng lồ kìa. Cây này có tên là Adrian. Có thể hiểu nó là cây thế giới. Ai đầu lâu phát sáng có chứa. Có chứa đồ. Chạy à. Lộn. Golden Rune. Có đài trên kia chưa tới được. Đứng dẹo dẹo trước mặt hoài. Bên này tới chưa sao? Lên trên này mà có cái... thấy không? À, cái này nãy rồi. Thường mấy cái tàn tích như thế này nó hay có mấy cái mảnh rune lắm. Làm thế nào để leo lên đây? Hình như cái chỗ này sau này phải có con ngựa. Rồi, thằng này nó bự lắm. Giờ còn yếu lắm, phải nâng cấp lên mới giết nó được. Tại đi. Giờ nó chúng ta chín một hai đòn chết ngay đấy. Từ từ. Sau này sẽ tha hồ mà đánh với nó. Giờ chưa. Nâng cấp bản thân được. Mới vô đừng có lấy trứng chọi đá. Chỉ mấy con này yếu yếu đánh trước. Cái đi thẳng bên trái. Cái này. Phá thế giới trước đã. Ôi, cái thằng kia nó đứng đấy nè, nó ra nó mà thấy chúng ta là tồi đời đấy. Cái gì đây? Wooden rune. Có lính kìa. Chế tạo đây, màn hình chế tạo đây. Không đủ nguyên liệu. Bình nổ. Cần phải có nấm với lại mấy con bướm bướm nữa. Rồi, lại sử bằng lính kia trước. Một, hai thằng lính. Dùng một đòn đâm sau lưng để kết liễu nhanh.
Chào em. Chào em. Rớt đồ. Làm gì cho nhanh tập stealth. Có đồ rồi, có đồ để mua, có tiền để mua. Ý, ai ngồi kia? Có mấy thằng nó ngồi đây nữa nè, xử luôn. Một con lợn. Ôi dồi. Lão giảm tấn công mạnh. Trên này leo lên được. Nắm. Rồi. Ui, cái này rất là ngon nè. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Tearup Scarab. Đây là mấy con bộ hung lệ đỏ lẫn vệ bộ hung lệ lam. Trời, rất là ngon à. Hồi máu thôi. Con của danh trại địch ở đây. Rồi, mình sẽ xử gọn danh trại địch này. Lẻn vào xử từng em cho nó nhanh. Ý, ở kia có cái sai ray kìa. Lưu ở đây chút đâu. Cái thằng quỷ kia nó cứ đi vòng vòng nó kiếm. Nó là Tree Sentinel mà hàm bị người ta gọi là kiểm lâm. Bị người chơi gọi là kiểm lâm. Con gái chúng ta mong đợi xuất hiện rồi đây. Đấy, cô nàng lúc nãy đấy. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. Em làm chi tiết thật. Thấy cả những lỗ chân lông trên mặt. I offer you an accord. Khế ước. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Mấy liền. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Chính là con ngựa lúc đầu cô này gửi đấy. Treat him with respect. Chọn thời điểm. Lên level đi. Lên level đi.
Let my hand rest upon you. Bắt đầu bây giờ mới có thể lên level. Share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Ê, lên cấp. Nãy nói mấy cái. Cô này có nói mấy câu mình muốn thoát ra để coi cô nói cái gì. Và vô là máu. Trời, không đủ lượng vui. Cần tới 811. Sorry em. Kể nữa sử dụng 6 vào chiến mã linh hồn. À, mỗi lần chết gọi là được, nhưng mà tốn một bình máu. Y. Rồi. Mấy đồ đâu? Đây, mấy cái rune nãy lập này. Tăng một lượng nhỏ rune. Ray có trong những kẻ sinh sống tại Land Between. 400 rune. Maiden, nãy con này nói cổ tình nguyện trở thành Maiden của chúng ta. Thì con hiểu, có thể hiểu là Maiden là một người dẫn lối, một thiếu nữ. Trinh nữ có nhiệm vụ phò tá chúng ta trên con đường hành hiệp. Sử dụng luôn. Cái này không có biến thành rune được, những cái mảnh nhỏ thôi. Dùng để chế đồ. Golden rune. Lấy 200. Xài luôn. Chọn bên này. Ý gọi ngựa đấy. Mà giờ chưa cần. Lên cấp cái đã. Lên cấp cho biết với người ta. Và ngô lên máu. Đầu tiên lên máu trước đi. Tăng sức phòng thủ trước lửa. Nè, thấy cái nào nó chuyển màu xanh là tăng đấy. Rồi, lên level 10 cho nó tròn. Sự hết mình có ở đây chứ đâu. Đây có tới 2 đứa. Thường những cái xe này sẽ có vũ khí nha. Để thằng kia nó đi ra, thằng ngầm đổ đi. Chúng ta sẽ xử từng thằng một. Xong hết đống này có thể sẽ lên thêm một level nữa. Có đi lại đây không? Wow, đi đâu đấy? Như đây chỗ. Từ từ ai cũng có phần em ơi. À, đi qua đây nằm bạn. Chờ chút, lúc đầu chúng ta còn yếu cho nên cố gắng stealth càng nhiều càng tốt để nó đi xa rồi. Đến gần quá chúng ta xử cái thằng cầm khiên thì nó sẽ nghe thấy. Đúng xa chứ. Chỉ cần một thằng nghe thấy là con nguyên nhân trại nó nghe thấy luôn.
nó chưa nhẹ hãy lên đây lẫm đồ. Ồ, một cái chùy không cần, nhưng mà có thể dùng để bán. Cái này nó ngu cái là thấy xác chết đồng đội mà không phản ứng, giống như kiểu mày chết kệ mày. Chào cưng. Còn nữa không? Còn em nào đi lẻ tẻ nữa không? Ở đây con cái nữa nè. Chừng chi là có một điểm lưu nữa, Sire Prey nữa. Đây là con thằng ngu. Sử từng bé. Chứ thôi là nó kéo quy một băng nó lợi mệt lắm. Vì chưa phát hiện ra con thằng lộn chuẩn nó mạnh lắm. Tranh thủ lùm đồ. Còn cây đại kiếm nấp. Còn hai thằng, bốn thằng, năm sáu thằng nhiều lắm. Thằng quỷ này nó cầm cái kèn kìa, nó xử nó trước. Như để nó thổi kèn lên một cái là đúng chứ. Mệt đấy. Chết men đội trưởng, đội trưởng tới. Núp vô. Cái thằng cầm cái giáo đó nó mệt lắm. Bên đây có cái cột, có cái map bản đồ đấy. Chọn cái đó chúng ta sẽ mở được bản đồ. Con chân này nó thấy sự nó trước đó. Mũi buộc mình. Rồi. Chân này mấy con dơn. Đừng đụng như mấy con dơi lắm. Để canh mình xử thằng nội trưởng nữa đó. Biết một phát chết luôn nó không? Mình chết. Ui, hai thằng luôn. Năm bình máu từng thằng thôi. Ui. Máu vô. Cái mình không muốn nhất là xảy ra. Bị vây công. Đừng đừng uống máu vô. Bình tĩnh. Trước. Ôi, ba đang rung. Đấy, cầm khiên đỡ kỹ gì ba. Mày.
Ủa, chết luôn. Anh chưa sâu sức cai chất liền đấy. You die. Cái chết đầu tiên. La bàn ở góc trên trung tâm màn hình. Okay. 2,5 để anh nâng cấp tái. Máu giờ còn yếu quá. Rồi, nó mà kêu nhẹ cái mình chết ngay. Sorry mọi người chơi hơi dở. Bay to lên được một level. Giỡn hoài ta. Máu luôn. Không. Lên trên đi. Nên tăng vũ khí có một điểm gì. Một điểm luôn. Lên trên luôn. Này còn yếu thế. Chính mạng 110 này cũng 100. Mưa luôn à. Nhanh đi. Xong cái này anh còn về gặp một cái hacker nữa. Bây giờ nên là ban đêm hay ban ngày. Bản đồ mới này đã làm được. Rimray phía tay. Mở được lúc này. Vậy mà cũng hay à. Bên kia. Chỉ dùng mấy con dao để giết mấy con chó. Trưởng mặt giáp kinh quá. Yeah.
người xuống. Cái gì ra đây? Rộng rãi thoải mái cưng. Anh khó chịu được chứ. 1.200. Đã đến giờ chúng ta sẽ cần 5 số lần nữa. Ok, cho nó về hẳn đi. Đâu nó ngu quờ, nó hết phát hiện được mình rồi. Chị thì ăn một đòn đấm sau lưng như em. Rồi đi đi. Đã phải chơi chiêu hèn luôn. Thủ kìa. Để coi nó còn ngu nữa không. Mình đang thử coi nó còn ngu nữa không. Để coi game này nó ngu đến mức nào. Nó thủ kìa, đứng từ xa còn thủ kìa. Như nó bị đâm một lần nó phun ra. Mệt nha. Tỷ em lên đường thôi, anh còn về gặp Hot Girl nữa em ơi. Nãy giờ chết hơi bị nhiều rồi, đầu hơi yếu. Lấy được cái bộ giáp của nó là ngon. Chích bà mà đi. Ủa? Nó chưa cho. Vậy có nghĩa là còn lính. Thường giết hết. Theo mình biết thì giết hết lính của một doanh trại nó sẽ cho chúng ta hồi một bình máu mà. Còn nào à? Còn đứa nào ra đây đi.
đừng trốn nhánh nhau nữa, ra đi. À đây 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 đây, vẫn còn em ở đây. Hèn chi. Chào bé. Vẫn chưa được. Đây đã giết hết rồi còn đâu. Đây. Có lẽ nào núp trong đây. Mà hình như ở đây không có đâu. Tại nó không cho thôi con. Con mình máu mình ngồi xuống mình hồi. Cái hồi này là cái gì? Thêm kỹ năng với dao đá mài. Rồi ok, thêm thuộc tính. Arc of Blood, Storm, Storm, dậm chân. Đây hình như tới hai cái ấy lần đó. Cái bên này trong đây còn cái nào hết rồi mọi người. Nhớ là có tới hai cái để đi vòng đó coi. Có cái cầu thang nào đi xuống đâu. Sẵn đi tìm cái con lính nào sót lại đây không. Trong này à. Thường cái mấy cái thành tích như thế này nó sẽ có tới hai cái. Nghe đồ mà vậy. Yeah. Thấy không? À hả, vẫn còn một bé, hai bé ở đây hiền gì. Nó không cho hồi máu ở đây. Quỳ xuống. Đấy, đánh bại toán kẻ thù, giết hết toàn bộ nhóm kẻ địch. Ôi hồi lại full luôn kìa, 5 bình máu luôn kìa. Ngon gì. Rồi chính xác là ở đây chỉ có một cái. Một cái thôi, nếu mà sau này có thì mọi người nhớ comment cho mình biết nhé. Chứ mình thôi thì chỉ thấy có một cái thôi. Giờ chúng ta sẽ đi gặp Hot Girl. Một trong các Hot Girl ngon nhất game này. Sẵn đi bán bớt món vũ khí không xài. Đây không phải. Đấy, mới thử thách nhỏ nhỏ thôi, thấy nó khó nhằn rồi đấy. Phần do thanh máu mình cũng yếu quá. Rồi đi gặp Hot Girl thôi.
đến ban đêm, bài bát thời gian tới ban đêm. Nói chuyện với Melina kìa. Ray là ân huệ đi. Once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Also, I hear you can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Upon the cliff, in a demigod, if the rays of grace send the Elden Ring as an ally, I pray that to face the... Quên. Này giống như kiểu là binh pháp, phải binh pháp mà nó là cái kỹ năng chiến trận, dùng trên những kỹ năng dùng trên chiến trận, giống kỹ năng vũ khí. Tạm thời thì mình chưa muốn gắn đâu. Chúng ta đi gặp Hawker. Tới chỗ chết ở Black đi. Đấy. Thấy Hawker ngồi kia chưa? Hawker sau này sẽ ăn vợ của chúng ta nếu chúng ta chứng minh được bản thân. Cô này có tên là Phù Thủy Rani. Pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Cô này có tới 4 tay đấy. Cái chuông dùng để gọi linh hồn. Và một cái linh hồn của ba con sói. Ba con sói chứ không phải là BCS đâu nha. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the earth tree. The spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past. Now it is thine. To do with as thou wishest. Triệu hồi linh hồn, tiêu tốn mana. Ok. Forgive mine intrusion, Tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the Tarnished tire of obeisance to the two fingers? Two Finger là một cái thế lực đại diện cho một cái nói như nói chung là một cái thế lực đại diện cho thần, không phải là thần mà gọi là thượng thần. Thượng thần là còn ở trên thần, cái bà nữ hoàng America được tính là thần đấy, nhưng mà còn có thượng thần. Và thượng thần không phải chỉ có một, có nhiều thượng thần lắm. Rồi, bây giờ chúng ta coi có mua được gì không? Bóp luôn cái này đi. Ê, sao không sử dụng? Được 800 run. 2500. Rồi. Wait, weren't you... Well, you're back. Care to buy something? Mình sẽ mua mấy cái bình chế đồ. There are others of my people who yet survive in these lands. If the mood takes you and you meet one, then offer them some trade, won't you?
my people. Wanderers all have long been spurned by the grace of gold, which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now, though the Elden Ring is shattered. I think this makes us kindred spirits. Hai tâm hồn đồng điệu. Your people, the Tarnished, and mine. Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers. Lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are, deeply unforgiving. Tao là bạn vớt cái đồ không xài nè. Đấy, chịu vũ khí. Cái chì thì bán được 100, bán katana để đấy. Ủa, lượm được 2 cây luôn. Mình sẽ mua 3 cái bình này để chế được. Một bình 300. Đáng mắc đấy ông. Mua mấy cái này để có thêm công thức chế độ. Ghi chép vắn tắt về kiến thức. Waypoint room. Không biết có nên mua mấy cái này không? Mọi người để lại comment cho mình biết có nên mua hai cái này không. Ghi chép vắn tắt về kiến thức. Những phế tích chạm dừng chân. Blood of Wandering Physic. Nhiêu đây 2300 thì chắc cũng lên được một level nữa. Một cùng lắm 2 level, mình nghĩ chắc không đủ 2 level. Để được chế được cái gì luôn hay đấy. Thạch. Mũi tên bằng xương. Holy water pot. Hay đẹp. Đang cần mấy cái thạch. Tên bằng xương. Cái bình ném. Không biết cái này có hồi máu không. Rồi không có. Rồi. Goodbye. Nice to do business. Bạn để coi chúng ta muốn học được chế tạo gì này. Ném đằng sau để gây sát thương thánh. Chế được một bình nữa rồi nè. Ném lần sau để gây sát thương lửa, thiếu cuộn dây. Ngay lập tức tăng tính cấp, thiếu nguyên liệu. Tăng tính cấp, tăng độ tính cấp. Chưa cần lắm, chỉ những mình nổ đi. Chúng ta còn bao nhiêu luôn, mua thêm bình nữa đi. What is it? Hai bình luôn, có hai bình tôi mua hết. Cũng hộ thế luôn đấy. Goodbye. Nice to do business. Đây, tạm bờ cho mọi người. Chim cũng nhung gian.
nhân vật của mình này. Đó, ngầu quá, quá ngầu luôn. Áo là để đấy thôi, với tập sau đem vô. Rồi vậy ha, tập đầu tiên tới đây ok, thấy cũng được. Rồi, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Nếu thấy thích series này, muốn ủng hộ kênh thì hãy để lại một like, một comment cũng như nhấn vào nút share nhé. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo sớm nhất có thể. Bye bye.